da dẻ sần sùi, ngưa ngay đau bao tử, tối ngủ không được, cứ tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống bia, tiếp tục hút thuốc, vân vân và vân vân. Thì một ngày đó gan nó yếu dần, và yếu dần gan nó sẽ bị bệnh. Bệnh gì? Mãn tính, là viêm gan mãn tính, viêm gan cổ trướng, rất là nguy hiểm. Hạnh phúc lắm, tìm được một cái sản phẩm tốt, như là tìm được một báu vật. Đó là sản phẩm gì? Đây, Lycophat. Đó, Lycophat này tôi nói riêng cho những người mà bệnh viêm gan mãn tính lâu năm nè, rồi men gan cao nữa, sử dụng Lycophat là ok. Sản phẩm này là sản phẩm duy nhất và đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ siêu vi nano của Nhật Bản. Cái dạng viên thì là được bào chế theo cái dạng là viên sủi. Nói cho bà con thấy, đây, viên sủi, dễ dàng lắm, bỏ vô nước, sôi lên uống, uống rất là ngon, rất dễ uống, uống gì giống như là uống nước giải khát vậy đó. Đó, thì mình uống cái này thì nó dễ thẩm thấu, nó siêu nano nữa mà, tan nhanh và làm cho các cái dược chất nó đi vào trong cơ thể và tác dụng thẳng đến gan, làm cho gan phục hồi nhanh và các chỉ số xấu cho gan như là men gan cao vân vân nó đều hạ xuống từ từ nếu chúng ta có một cái liệu trình giống như trùng dân đã chọn. Thì khi sử dụng cái viên sủi này, đây là một bước đột phá của ngành y học Việt Nam trong cái việc hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan siêu vi đó. Cái viên này thì phải nói rằng là chúng ta bỏ vô trong cái hộp này, chúng ta xách đi đâu chúng ta cũng có thể sử dụng được gọn gàng. Tiết kiệm thời gian là không cần nấu, cũng là thuốc nam đó. Nhưng mà không có nấu, không có sắc, không có phơi, không có gì hết, rất là tiện, bỏ vô nước là uống thôi. Trung dân nói thiệt nha, Trung dân rất thích sử dụng những cái sản phẩm mang cái tính là đông y. Bữa nay thì trên tay và rất hạnh phúc khi được sử dụng Lycophat kết hợp giữa đông y và cái công nghệ nano tiên tiến của Nhật Bản. Một cái sản phẩm Lycophat nó rất là lành tính, nó rất là an toàn, dễ sử dụng và hiệu quả nhanh chóng. Đây là một cái sự lựa chọn mà Trung dân cho rằng từ đó tới giờ mình là chính xác nhất. Sản phẩm hiệu quả lâu dài, giúp bảo vệ, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng gan. Thưa bà con, nãy giờ bà con đã nghe và xem được cái sự chia sẻ của Trung dân về cái bệnh viêm gan. Hy vọng rằng là những người mà có cái bệnh viêm gan giống như Trung dân hãy sử dụng cái sản phẩm Lycophat viên sủi hỗ trợ điều trị viêm gan Lycophat, thì chúng ta sẽ có được một sức khỏe tốt, một cái lá gan khỏe để chúng ta có một cuộc sống hết sức là an toàn. Chúc bà con hạnh phúc. Còn bây giờ xin tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con trong những lần chia sẻ sau. Tạm biệt nha. Nhớ Lycophat viên sủi hỗ trợ điều trị viêm gan. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.